Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại chủ đề Batman, Batmobile Classic Car cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích, thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có gì sai sót ạ. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem video lắp ráp, cùng mình tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Batmobile là phương tiện mà Batman sử dụng để đi quanh thành phố Gotham. Cốp xe dời cực lớn trong Batmobile chứa nhiều thiết bị chống tội phạm khác nhau và có nhiều không gian để chứa 8 người một cách thoải mái. Kính chắn gió có khả năng chống đạn. Và tất nhiên, Batmobile không phải là không có các tiện ích hữu ích của nó. Ngăn được găng tay dời, bụi bắt hồng ngoài phát sáng trong ánh sáng và trong bóng tối, nhưng chỉ có thể nhìn thấy khi nhìn qua kính chắn gió màu đặc biệt của Batmobile. Cần gạt button khẩn cấp thả dù Batmobile cho phép quay nhanh. Bat Deflector chuyển hướng tín hiệu theo dõi tội phạm, dẫn chúng đến một bát lõm thu nhỏ ở giữa hư không. Bát ray có thể làm nhiều việc, chẳng hạn như mở cửa van. Nam châm bát siêu cấp để mở cửa thép từ xa. Mạch radar cảm biến mùi, đặt một mùi hương nhất định trên màn hình radar. Máy ghi âm siêu âm, cũng ghi lại âm thanh thông thường. Tín hiệu dịch vụ nhận dù Batmobile, gọi dịch vụ nói trên để nhận dù Batmobile ngoài đường thành phố. Khóa cốp xe khẩn cấp. Bát do ổ cà có thể bắn ra các vụ nổ, hoặc được sử dụng để bắn dây dời lên đỉnh của các tòa nhà rất cao. Chống tia dời cơ học, làm cho ứng dụng cơ học trở nên vô dụng. Battery ram, còn được gọi là mát ram, được sử dụng để đánh sập những cánh cửa được gia cố. Thư viện dán công tắc quả tan bát, đèn an toàn dời, kính dời. Bát alert 3 giờ trong tất cả các xe của Bruce, cho biết khi nào bát phone trong bát cà vè đang đổ chuông. Bát màn hình TV có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của ai đó. Kích quạt chống trộm có thể được ngụy trang dưới dạng nút khởi động, bắn pháo hoa từ ô tô. Chế kích quạt chống cháy, lắp đèn Batmobile bằng bọt chữa cháy. Máy chiếu Blu-ray, bắn Blu-ray từ đèn pha làm tắt hệ thống đánh lửa của ô tô. Chùm tia la dời dời ẩn, phạm vi máy thu hô minh. Xe dời bơm hơi, giữ trong xe dời để làm mồi nhử. Batphone, ghế Batman và Robin. Các tiện ích ban đầu của Batmobile này bao gồm máy cắt xích gắn ở mũi, laser, tên lửa, điện thoại trên bo mặt, radar, màn hình điều khiển, máy tính trên bo mạch và đèn hiệu cảnh sát. Nếu cần, Batmobile có khả năng quay người dời 180 độ nhanh chóng nhờ hai chiếc dù 10 gắn phía sau, và nó được trang bị một bộ tạo khói và một mái rải đinh để ngăn cản sự truy đuổi. Một số thay đổi đã được thực hiện trong quá trình chạy của loạt xe, bao gồm biển số khác nhau, thay đổi tay lái và bổ sung các tiện ích bổ sung như camera phía sau và ram đập. Thank you.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.